Alo. Alo. Vâng. Anh ơi, anh xuất đi chưa? Ừ, em vẫn đang chờ, đang rục quán này chị ơi. Anh hỏi quán rồi. Em đợi một tiếng, em vẫn đang chờ cho chị ở quán đây. Em đang rất sốt ruột với cả cái đơn hàng đây. Em đang rục quán đây chị ơi. Bây giờ bọn em in hóa đơn đây là cả cả quán đây, người ta em bật loa cho người ta nghe đây này. Em bật cái đơn của chị bây giờ nó xuất hóa đơn rồi, bọn em chụp hóa đơn rồi không hủy được đơn nữa. Chị thông cảm đấy, khoảng tầm một lúc nữa là em khoảng tầm 5 phút nữa, 5-10 phút nữa em chuyển qua cho chị luôn. Chị rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, em gửi nhá. Em lái đi đi vòng đằng kia ra đến đây. Vâng, vâng, chào chị nhé. Ok, xong cuốc xe đầu tiên của năm 2021 các bạn ạ. Hình như là cái phí cuốc xe của đầu năm này nó cao hơn bình thường các bạn ạ. Nó được hỗ trợ mấy nghìn hay sao ấy. Tại vì cái quãng đường đấy hơn 3 km mà nó hơn 20.000, mình thấy là nó cao đấy. Cao hơn trong năm đấy các bạn ạ. Mình có nghĩ là có lẽ đầu năm họ vẫn đang hỗ trợ. Vậy là hoàn thành được 2 cuốc xe, một cuốc GrabBike, một cuốc GrabFood. Mong là ngày hôm nay nó sẽ thuận buồm xuôi gió các bạn ạ. Hôm nay khai xuân đấy, hôm nay chỉ chạy khoảng đến tầm 3:30-4 giờ để về thôi. Đó, lại lổ cuốc mới cho các bạn ạ. Xem nào. Hay dạ, lòng thắng vẹo à. Ôi dồi ôi. Ôi các bạn nhìn tiền ship chưa? What the fuck? 54.000 tiền ship, đi tận đâu đây? Trời ơi. U Xuân Mai. Trời ơi. Tòa hát chung cư Xuân Mai Complex Yên Nghĩa vừa xong. Hỏng rồi các bạn ơi. Ra vãi trưởng. Ôi, Google Lab Food đầu năm sợ thật. 50 mấy nghìn tiền ship. Không biết là người ta có đặt nhiều không, nhưng mà xem nào. Ôi trời, một cháo lòng đầy đủ, một lòng trần đĩa nhỏ. Có 130.000. Tính ra được hết 107.500, nhưng mà tiền ship lửa rồi, 50% rồi. Nói chung đầu năm xứng xính tiền của khác. Đặt sang thật. Quá sang. Có thể xe bên này rồi vậy. Chị vợ anh Thắng bán. Chị à, cho em lấy đơn hàng. Một cháo nòng đầy đủ, một nòng trần đầy đủ đĩa nhỏ. Bác ơi, làm một cháo lòng nhá. Hôm nay là người ta có cho ăn ở trong quán không chị? Hay là vẫn được ăn à? Em không đọc ấy à, không đọc kỹ chỉ định của... Có những vùng là họ không cho ăn đâu, ngay như dưới em giờ nó cấm hết. Chỉ định của ấy, được ăn ở quán nhưng mà ngồi giãn cách. Ngồi giãn cách đúng không? Mỗi người một bàn. Dưới em bây giờ là nó cấm tuyệt đối rồi. Em ở Hưng Yên. Em ở Hưng Yên, Hưng Yên. Nó cấm tuyệt đối luôn chứ không. Còn ở Hà Nội nó thông báo là quán, các quán ở Hà Nội, các quán trẻ hè, cả quán ấy thôi, quán cà phê, quán ấy thôi. Và các quán là cà phê là coi như là cũng đóng đấy. Tất cả các quán cà phê đóng hết đấy. Các quán vỉa hè, vỉa hết, quán ăn ở vỉa hè nó bắt đóng tiền rồi. Vâng. Nhưng mà riêng mà để ăn ở mà có các cửa hàng như nhà chị như này là ngồi nhưng mà giãn cách. Vâng, vâng. Mỗi người một bàn. Mỗi người một bàn. Không được ngồi sát nhau, cách nhau 2 mét. Nhà chị cũng làm thế mà, nhưng mà nhà chị thật ra là bán on nhiều. Bán on quen rồi, bán bao năm nay rồi. Cái đợt mà dịch đợt đầu năm ấy bán đúng lắm. Thôi nói chung là cứ mang về được là được. Về họ cứ cho mình mang về là được rồi, còn họ ngồi ở đây họ thì nó tạo điều kiện mang cho mình mang về là tốt. Bởi vì em ở cứ tụi mình cứ tụ tập đông không. Dưới nhà em mấy hôm Tết nó còn được đi đâu đâu. Đóng hết. Nhà nào biết nhà đấy. Đúng rồi, Tết này nhà nào biết nhà đấy. Nhưng mà trên quê Bắc Giang thì chị vẫn thấy chơi bình thường. Bắc Giang thì bình thường. Nặng nhất như ở dưới em là cẩn thận, là nó gần mấy cả Hải Dương thì cẩn thận thôi. Nhà chị cũng sát Hải Dương ấy. À. Vẫn không kiểu không có người bị. Vâng. Có một người nó ở cách xa đấy là chị. Đầu năm cái món này là mọi người thích kìa.
Vâng. Đó nè. Oh, cho xin nha. Cái đơn này hơn 100.000 tiền vận chuyển nó mất 50.000 rồi. Rồi, em xin nhá. Ừ. Alo ạ, chị ơi, chị ở tòa hát chỗ tòa Xuân Mai phải không chị ạ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Chị xuống lấy đồ giúp em nhé. Dạ vâng, đợi chút ạ. Dạ vâng. Tòa hát. Đi vào tòa hát. Chị lấy cháo lòng đúng không? Ờ, gửi chị nhé. Năm mươi bốn nghìn tiền ship các bạn ạ. Ok. Oh, hai cái suất mà đi cho khách bây giờ. Ở đây em nó sai đâu, em hai đơn. Đây, từ 12:09, 12:10 mà bây giờ đến 51 rồi. Bây giờ khách nó hủy đơn thì mình chịu chứ ai chịu. Khách đến sau ngồi đây cũng anh bảo em anh đi vào trong này anh nhận cho. Alo. Alo. Vâng. Anh ơi. Em vẫn đang chờ đang dục quán này chị ơi. Anh hỏi quán đi. Em đợi một tiếng em em vẫn đang chờ cho chị ở quán đây, em đang rất sốt ruột với cả cái đơn hàng đây, em đang dục quán đây chị ơi. Bây giờ bọn em in hóa đơn đây là cả quán đây, người ta em bật loa cho người ta nghe đây này. Em bật cái đơn của chị bây giờ nó xuất hóa đơn rồi, bọn em chụp hóa đơn rồi không hủy được đơn nữa. Chị thông cảm đấy, khoảng tầm một lúc nữa là em khoảng tầm 5 phút nữa, 5-10 phút nữa em chuyển qua cho chị luôn. Đây anh nghe khách nó gọi từ nãy giờ, khách nó chờ tiếng đồng hồ, khách nó chửi sơ sơi đấy. Nếu mà bên mình mà quá tải quá thì đóng app lại, không nhận đơn nữa. Đây khách của em đòi hủy điện mấy lần, hỏi hủy đơn này bọn em chết chứ. Trong khi đấy khách hàng vào sau bọn em thì vẫn được phục vụ trước, ăn trước. Mà bọn em cũng khách, bọn em phải chờ. Đây quán này, bún cá chấm này. Mà anh em nào mà Grab là tránh xa quán này ra nhá. Xác định luôn này. 34 Phan Văn Trường rồi này. Quán này làm ăn này chết. Hôm nay ship đông. Không phải đông nhưng mà vấn đề là quán người ăn cũng chờ, người ăn đến sau nhưng mà lúc nào cũng phục vụ khách trước. Tài xế chờ đến hàng, cháu chờ đến hàng tiếng đồng hồ, từ lúc cho vào được tiếng đồng hồ rồi. Làm ăn thế mà chan mỗi cái nước canh thôi mà 10 phút đồng hồ mới chan ra được cái nước canh, đến chịu rồi. Tại cái quán này làm ăn chán lắm các bạn ạ. Mới đầu xuân mà đi khai xuân kiểu này gặp cái quán dở hơi như này mẹ thôi xác định luôn. Tiếng đồng hồ là chưa tính ra giao cho khách. Làm mấy ăn có tay. Chị lấy bún cá phải không ạ? Rồi. Em chửi cả cái quán nó lên nên làm ăn mất dậy. Em gọi lại bảo bọn này nó làm ra chị ạ, chị biết không, quán thì rất là đông nhưng mà vấn đề là nó toàn cho khách ăn trước. Nó bắt tài xế phải chờ, bọn em chờ ông nào cũng phải 40 đến 1 tiếng đồng hồ. Bọn em chờ sốt cả ruột nên em phải điên máu em nói nó. Lúc em bật loa lên cho bọn nó xem đấy. Vâng, mời chào chị. Đã xong được cái đơn hàng mà khổ vãi cả đái các bạn ạ. Thật sự luôn đấy. Mà các bạn biết cái đơn này từ bao giờ không? 12:06 phút mà bây giờ đến 13:17 phút rồi. Mới xong được một cái đơn hàng. Mình không thể đỡ được cái đơn này luôn. Okay. Còn hai câu nữa để xong được cái mốc 1. Nhưng hôm nay chắc là mình chỉ làm xong được cái mốc 1 rồi đi về thôi. Không chạy cố hơn nữa rồi, ức chế lắm. Chạy mới đầu xuân năm mới mà gặp phải ba cái quán như này đấy. Thôi chạy gì nữa. Anh em là tài xế ở cái khu Cầu Giấy thì tránh xa cái quán này ra nhé. Chốt vô 41 này. Đầu năm đã có chốt rồi. Nhìn đi cái đầu thế thì có không có ăn đâu. Không mũ bảo hiểm. Không, đường cao tốc. Thế sao lại phi đường cao tốc mà lại đi nhầm à? Đi nhầm lên đường cao tốc để mà đi ngồi chụp đấy. Nó có hai map, một map là xe máy, một map ô tô. Ừ, đúng rồi. Nếu mà đi map xe máy không bao giờ nó chỉ đến cao tốc. Map ô tô nó mới chỉ đến cao tốc. Map đấy nó phản
giấy Google bao giờ nên là bạn em hẳn giấy ba, bạn em giấy Google, còn em thì em tự lái. À thế. Khoảng 400.000. Thế là nó chặn đầu xuống đúng không? Mình ở bao nhiêu hàng buồm chị nhỉ? 89 hàng buồm. Vâng vâng. Bên kia bên kia. Bên kia đường. Đây. Đây đúng không ạ? Ôi trời. Có tiền em gửi ạ. Ôi trời. Sợ. Của chị 39.000. Ây xô. To bọc bé ăn không? Đường hôm nay đi nó cũng vắng. Rồi, cảm ơn chị. Chào chị nhé. Ôi, đi về thôi anh em. Hôm nay như thế này là được rồi. Xem nào. Từ từ phải tắt cái này đi đã. Bây giờ không muốn chạy nữa. Bây giờ mà nó cho ngược đường lại. Bây giờ là chết đòn đấy. 1% pin. Đây. Anh em thấy chưa? Hôm nay thu nhập là 487.000. Thì trừ hết 123.000 tiền ứng dụng thì còn 363.000 cộng với 40.000 tiền thưởng nữa. Đấy, vị trí là hơn 400. Ngày mai đi khai xuân đầu năm mà được hơn 4 lít. Thôi, giờ đi về thôi anh em. Điều hướng về Hưng Yên. Thật xa. Ok, đi thôi. Đợi dài quá. Chốt đầu năm này. Toàn mô tô. Nhập chốt luôn. Ôi dồi ôi, chạy 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 chạy. Làm sao mà chạy được. Làm sao mà chạy được. Bị chạy. Đầu năm các chú ra quân là hơi bị bắt hơi bị nhiều luôn đấy. Long phân long long. Ôi trời ơi, đầu năm 4-5 cái chốt, từ sáng giờ đi gặp mấy cái chốt rồi. Nói chung là công an ra quân đầu năm là rượu bia. Không mua bảo hiểm. Ôi dồi, nói chung là nhiều lắm bạn ạ. Đầu năm mà tiền tiền sống sánh mà ai cũng lì xì, ai cũng có tiền nên là mọi người sẽ bị công an hỏi nhiều đấy. Nên là nhớ ra đường là cứ phải đầy đủ giấy tờ, mũ mão cẩn thận nhá. Nhớ có đút hàng nóng hàng lạnh gì ở trong cốp xe là mà ốm đấy. Rồi, video này tạm dừng thôi anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Nhớ để lại cho mình xin một đăng ký kênh và like và chia sẻ video nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.